Hướng dẫn mở ứng dụng FPT Live và thêm bộ xử lý trung tâm vào hệ thống. Bước 1. Tại giao diện màn hình chính FPT Playbox S, chọn biểu tượng ứng dụng. Bước 2. Tìm và di chuyển tới ứng dụng FPT Live. Sau đó chọn mở sẽ xuất hiện màn hình nhập mã thiết lập. Bước 3. Trên điện thoại, truy cập kho ứng dụng App Store hoặc là Google Play Store, tìm và tải ứng dụng FPT Live. Thực hiện đăng ký tài khoản mới bằng số điện thoại của bạn, sau đó đăng nhập với mật khẩu vừa tạo. Cho phép các quyền sử dụng Bluetooth và thông báo. Nhập số điện thoại của bạn để đăng ký tài khoản FPT Live. Sau đó nhấn đăng ký. Thực hiện nhập mã OTP đã được gửi đến số điện thoại của bạn. Tạo mật khẩu cho tài khoản của bạn. Như vậy là bạn đã đăng ký tài khoản FPT Live thành công. Thực hiện tạo địa điểm cho thiết bị của bạn. Thực hiện tạo nhóm phòng cho thiết bị của bạn. Bước 4. Tại giao diện nhà, chọn biểu tượng dấu cộng để thêm thiết bị mới. Chọn FPT Playbox để thêm thiết bị trung tâm. Bước 5. Thực hiện tạo mã thiết lập FPT Live trên điện thoại và nhập mã vừa tạo lên FPT Playbox S. Chọn nhóm đặt vị trí cho thiết bị của bạn. Như vậy là bạn đã thêm bộ xử lý trung tâm thành công. Sau đây là tính năng điều khiển FPT Playbox S từ xa thông qua điện thoại.